Dạ em Dương Bộ Kết xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe từ tất cả cô bác anh chị trên toàn quốc. Hiện tại bây giờ em Dương đang thu mua quả bộ kết số lượng không giới hạn nha các anh nhé. Cô bác anh chị nào mà gia đình mình có những cái cây bộ kết cần bán thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em Dương qua số điện thoại em để trên màn hình đây ạ. Giá của quả bộ kết tươi trong năm 2024 năm nay thì dự kiến em Dương đang thu mua vào dao động từ 30 đến 45 ngàn một kg. Còn đối với quả bộ kết khô thì tùy theo chất lượng của quả, nhà em Dương sẽ mua dao động từ 80 đến 105 ngàn một kg nha các anh nhé. Đối với quả bồ kết, nó là một trong những cái dòng nguyên liệu cho dầu gội, nguyên liệu cho mỹ phẩm. Hiện tại quả bồ kết ở trên nhà em Dương thì em Dương đang xuất khẩu quả bồ kết sang thị trường của Hàn Quốc. Thị trường Hàn Quốc rất là ưa chuộng cái quả bồ kết của Việt Nam. Hiện tại bây giờ cái số lượng quả bồ kết trên cả nước trong vòng 1 năm, một vụ thì nó sẽ dao động được khoảng 200 tấn bồ kết khô. Cái số lượng quả bồ kết này thì hiện tại bây giờ đang không đủ cung cấp cho các cái mối hàng trong nước cũng như là nước ngoài. Những cái cây bồ kết còn tồn tại được đến thời điểm bây giờ thì hầu hết là cây do ông bà ta trồng từ thời xa xưa. Đối với những cái cây bồ kết này thì quả bồ kết rất là sai và quả rất thơm nhau nhé. Nhưng mà cái lượng cây rất chi là ít, không còn nhiều nữa, và cái cây bây giờ thì hầu hết là cũng 4-50 năm, thậm chí cây nào mới thì cũng 2-30 năm rồi. Cái số quả bồ kết hiện tại bây giờ em Dương đang thu hoạch mà để cái số lượng lớn được thì hầu như là trên nhà em hiện tại bây giờ là em thu mua từ khi đã có hoa. Từ khi có hoa mà hoa nở ra là em sẽ có thể là xem được cái lượng quả trên cây như nào và có thể đàm phán với các bác là em sẽ mua vo theo cây. Đối với các bác ở gần thì em Dương là ở xã Lan Dưới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Hiện tại em thu mua quả bồ kết trên 5 tỉnh, đây là tỉnh Bắc Giang, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Hải Dương, tỉnh Lạng Sơn và những cái tỉnh lân cận. Nếu mà cô bác anh chị nhà mình có những cái cây bồ kết mà các bác có thể bẻ được hoặc là thuê người bẻ được, hoặc các bác có thể là phơi cho nó khô thì em sẽ mua khô cho các bác nhé. Số lượng bồ kết em mua thì không giới hạn, chỉ cần làm sao mà kết hợp được với các bác và mình làm được cái giá với nhau nó hài hòa thì em sẽ mua. Quả bồ kết thì em mua tùy theo, đối với quả bồ kết tươi thì tùy theo tỷ lệ, là ví dụ như là các bác có những cái quả bồ kết mà các bác ngả vàng rồi các bác muốn bán thì nó sẽ có một cái giá riêng, và khi quả bồ kết ở trên cây mà nó chín đen như trong video em quay cho bác đây thì nó sẽ lại được cái giá cao hơn. Tất nhiên rồi, bởi vì quả bồ kết khi nó chín thì nó sẽ nhẹ. Nhận thấy cái nhu cầu của cái quả bồ kết này rất là nhiều, cho nên là em Dương thì hiện tại bây giờ trên vườn trên nhà em thì em cũng có phát triển và bảo tồn cái cây bồ kết này. Em hiện tại em đang nhân giống cây bồ kết rất là nhiều nha các nhé. Cây bồ kết thì hiện tại nhà em là đang có hai dòng cây, một là cây bồ kết gieo từ hạt lên, hai cao cấp hơn đấy là em ghép đấy. Thì đối với cây bồ kết nó có tỷ lệ cây đực rất cao đấy, các bác lưu ý nhé. Nhiều bác là mình đi xin được những cây con ở những cây bố mẹ nó rụng xuống, nó rụng hạt xuống và nó mọc lên cây con, các bác xin được về các bác trồng thì các bác trồng nhiều khi là nó không ra quả, không ra trái, thì các bác cứ nghĩ rằng là cái khu vực nhà mình là cái điều kiện địa lý cũng như là thời tiết nó không phù hợp với lại cây bồ kết, nhưng mà thực ra không phải. Đối với cây bồ kết thì nó có tỷ lệ cây đực lên đến 70-80% là cây không ra quả nhau nhé, nó ra hoa nhưng không đậu quả, đấy nó là cây bồ kết đực. Thì để xử lý vấn đề này thì bên nhà vườn nhà em thì hiện tại bây giờ là đang ghép cây bồ kết. Những cái mắt ghép của cây bồ kết thì em sẽ lọc lựa trong cái quá trình đi thu mua, là sẽ lọc lựa ở những cái cây nào nó sai quả, là năng suất cao, quả nó mẩy, nó đẹp và đủ điều kiện tiêu chuẩn để xuất khẩu thì em sẽ cắt mắt về em ghép vào những cái cây bồ kết gieo hạt ở trên nhà vườn. Cây bồ kết ghép là em cũng ghép vào cây bồ kết nhau nhá, chỉ khác cái là lấy mắt của cây đã ra quả và sai quả và ghép vào cây bồ kết con thì sau này nó sẽ cho ra cái cây bồ kết ghép và tỷ lệ ra quả là 100% nha các bác nhé. Có một cái điều nữa của cái cây bồ kết ghép, đấy là cây bồ kết ghép nó không hề có gai như là những cái cây bồ kết gieo hạt. Giải thích cho các bác, không phải là cây công nghiệp hay là như nào đâu, mà là những cái mắt ghép em cắt về em ghép vào những cây bồ kết thực sinh trên nhà vườn đây thì em sẽ lựa ở trên cái phần ngọn của cây đã ra quả rồi, cho nên là những cái phần ngọn đấy là cây nó sẽ không có gai. Thì khi em ghép lên những cái mầm ghép, các bác có thấy là nó lẩy lên là nó không có gai lắm nhé. Còn những cái mầm nào mà có gai, nó là mầm thực sinh, nó là mầm cây bồ kết dại. Cây bồ kết bây giờ, hiện tại thời điểm bây giờ thì đang trong cái thời kỳ là bung hoa, bây giờ đang là cuối tháng 7 rồi.
Ngày hôm nay nhà em làm cái video này là ngày 26 tháng 7 âm lịch. Thì hiện tại bây giờ em cũng đang bắt đầu đi thu mua rồi. Vụ bồ kết nó sẽ dao động thu hoạch từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch. Còn vụ ra hoa thì nó sẽ dao động từ tháng 6 trở đi nhau nhé. Là nó sẽ ra hoa. Một năm cây bồ kết chỉ ra được có một vụ thôi. Nếu cô bác anh chị nào nhà mình mà có những cái khu đất nào còn đang bỏ hoang mà các bác chưa có cái cây gì trồng, hoặc là trồng những cây nó phát triển kinh tế kém, thì các bác còn thể tham khảo cái mô hình trồng và phát triển cây bồ kết thu trái này các bác nhé. Đối với một cây bồ kết to như em đang quay cho các bác đây thì hiện tại cây này em mua năm nay là 12 triệu đồng một cây này. Dự kiến cũng được số lượng quả rất là nhiều. Các bác có thể thấy là tất cả các cái đầu chùm, đầu cành, đầu ngọn nó ra quả rất sai. Nó mang lại cái giá trị đều hàng năm. Và cây bồ kết này nó có một cái điều đặc biệt nữa là cây không bị sâu bệnh, nó kháng sâu bệnh rất tốt. Đó là cây bản địa, cây chịu hạn. Cái dòng cây có gai là dòng cây chịu hạn rất tốt nha các bác nhá, có thể phù hợp trồng ở trên cái khu vực đất khô, đất khó, chúng ta đều có thể trồng được. Và cái giá trị của cây bồ kết nó mang lại thì hiện tại đang rất là ổn định hàng năm. Đấy, quý cô bác anh chị nào có nhu cầu về cây bồ kết ghép thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em Dương qua số điện thoại ở trên màn hình nhau nhé. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị đã theo dõi video, và mọi người đừng quên chia sẻ cái video này đến nhiều người khác để nhiều người có thể biết tới được cái cây bồ kết thảo dược, cây bồ kết quý của Việt Nam chúng ta. Đấy, cô bác anh chị nào có nhu cầu về cây giống bồ kết hoặc có những trái bồ kết bán thì rất mong là em Dương có thể kết hợp thu mua toàn bộ số lượng quả bồ kết của bà con trên toàn quốc. Các bác ở xa thì có thể là chúng ta sẽ mua khô, sẽ giao dịch bằng cái quả bồ kết khô để nó sẽ bớt đi cái tiền vận chuyển nhau nhé. Gửi cái quả bồ kết tươi thì nó nặng cân thì nó sẽ mất nhiều tiền vận chuyển hơn. Đấy, cái quả bồ kết này hiện tại bây giờ trong nước thì đang phục vụ cho ngành mỹ phẩm và dầu gội. Cái đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa là quả bồ kết hiện tại bây giờ đang làm hương sông nhà. Đấy, quả bồ kết này nghiền nhỏ ra và sẽ lén lại thành những thanh hương, thanh sông nhà, rất là tuyệt vời. Mọi người, em chắc chắn một điều rằng là không ai phải bỏ, không ai nghèo đi vì phải bỏ một số tiền rất nhỏ ra để chúng ta mua cái cây giống bồ kết về để trồng, bởi vì nó chỉ bằng bát phở sáng thôi. Nhưng mà đã có rất nhiều người có những cái thu nhập đều đặn hàng năm từ cây bồ kết. Em Dương xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả các bác. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Mọi người theo dõi video đừng quên cho em Dương xin một lượt đăng ký kênh. Hàng ngày thì em sẽ tạo ra những video để hướng dẫn các bác cách trồng và chăm sóc cây bồ kết trên kênh YouTube này. Mọi người xem video đừng quên cho em Dương xin một lượt đăng ký kênh mọi người nhé. Em Dương xin phép được dừng cái video ngắn tại đây. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những cái video của ngày mai.